quay trở lại với kênh PFG Nhà ở Mỹ. Thì hôm nay Hân rất vui khi được lại được đồng hành cùng với chị Trâm Vui để mà đến nhận quý vị đến tham quan một khu mà mình gọi là vẫn nằm trong khu Sa 45. Thì bây giờ là để Hân cho chị Trâm gửi lời chào tới mọi người trước nhé. Dạ thưa quý vị, em lại rất là hân hạnh được quay trở lại với kênh YouTube và PFG Nhà ở Mỹ để cùng với Hân để dẫn quý vị đi tham quan nhiều khu nhà mới giá rất là tốt. Mà những khu vực này mình phải đi quay thì mới biết nó nằm ở đâu. Dạ, họ rất là ít quảng cáo đúng không quý vị? Thì ngày hôm nay em và Hân sẽ cùng giới thiệu đến quý vị là khu nhà Forbes Crossing. Đây là một cái khu nhà vị trí rất là thuận lợi ở vùng Sa 45 của Houston mình. Thì tại sao hôm nay là Hân và chị Trâm lại chọn khu vực này để muốn giới thiệu đến mọi người? Là tại vì khu vực này được gọi là đó là một trong những khu vực có giá nhà rẻ nhất ở khu Sa 45 này. Và một lý do nữa là cái location ở đây á, nó rất là đặc biệt. Tại vì thứ nhất là nó rất gần với các highway như lớn như là Beltway 288 và Sa 45. Nên là nếu quý vị muốn đi về downtown thì chỉ mất khoảng 20 phút mà thôi. Và bên cạnh đó ở đây cũng có một tạm gọi là một khu người Việt cũng khá là lớn, như là làng Thái Xuân hoặc là có cái nhà thờ các thánh tử đạo thì chỉ mất có 10 phút mà thôi. Và đặc biệt hơn nữa là ở đây nếu mọi người thích du lịch thì ở đây chỉ mất có 7 phút mà thôi để đi ra là sân bay Hopi. Bên cạnh đó nữa là từ đây mà nếu mọi người muốn đi biển thì từ đây đi Galveston của mình chỉ mất 45 phút mà thôi. Từ đây đi Galveston thì mình sẽ dễ dàng hơn là từ các nơi khác, giống như là mất 1 tiếng hoặc 1 tiếng đồng hồ. Thì bên cạnh đó còn ở đây còn gì đặc biệt hơn chị Trâm ha? Quý vị, là vùng Sa 45 mình á, mà hồi xưa nổi tiếng có nhiều khu như Pelin, Manville. Nhưng mà thực sự là giá nhà rất là đắt đỏ luôn. Nhưng mà chỉ có khu vực này á, ở đây đúng vài năm rồi. Nhưng mà họ bán quá nhanh đi vì họ bán gần hết luôn. Nhưng mà tại vì cái người bán builder thì là em có quen đó, thành ra họ mới gửi cái giá mới. Thì thưa quý vị, là từ từ mình sẽ tìm hiểu những mẫu nhà phía sau lưng. Nhưng mà giá đây chỉ bắt đầu khoảng 245 là mình đã sở hữu được một căn nhà rất là ưng ý rồi. Rồi như Hân nói là vị trí rất là đắc địa đúng không? Gần những freeway lớn, đi đâu cũng rất là thuận lợi. Là mình đi khu downtown thì chỉ cách có khoảng 20 phút. Và mình đi khu ở gần đây có rất cũng có nhiều khu chợ châu Á để cho quý vị thuận lợi mình đi tới chỗ này chỗ kia, mình đi chợ nó dễ dàng đúng không? Rồi thì để không mất thời gian lâu nữa thì mình sẽ cùng nhau đi tham quan hai mẫu nhà bán chạy nhất ở khu này nhé. Wow, Hân thấy nhà này thế nè. Rất là rộng ha. Thưa quý vị, em và Hân đang đứng ở một cái mẫu nhà trệt mà họ bán rất là chạy luôn. Nhà này diện tích là cỡ gần khoảng 1.500 square feet và cũng rất là rộng. Em thấy nhà từ cửa bước vô là thấy nguyên không gian phòng khách nè. Đúng rồi. Rất là thoải mái luôn đúng không? Rồi mình nhìn sâu vô trong là nhà nó có chiều sâu. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái vị trí này đó Hân, bình thường là họ sẽ để cái bàn dining room ở đây, tại cái cửa sổ này. Đúng rồi. Đó, thì họ nó cách biệt được với cái phòng bếp hơn và mấy phòng khách của mình. Giá bắt đầu của nhà này là khoảng từ 240 mấy nghìn. Chiều nhiều lúc upgrade này kia thì khoảng cỡ 260 mấy. Dạ. Okay. Hôm nay bao nhiêu? Ba phòng ngủ, hai phòng tắm. Và chị Trâm đang đứng trong mẫu nhà, mọi người cùng theo chân Hân và chị Trâm để xem thử ngôi nhà mẫu này như thế nào nhé. Ok, Hân ta thấy không, nhà mình bước vô ở ngoài thì cũng không phải là quá hoành tráng, to lớn. Nhưng mà khi vô tới nơi mình cảm thấy một không gian nó rất là thoải mái, rộng rãi đúng không? Thì đặc biệt nhà này là nhà hai lầu. Hai lầu thì đây là tầng trệt của mình ha. Thì từ cửa bước vô cái này là Hân có thể thấy đây là không gian của phòng ăn, phòng dining. Rồi đây là phòng khách. Cũng tương đối ok đúng không? Đúng rồi. Nhờ cái cách bày trí của họ mà mình thấy được cái không gian nó rất là rõ ràng luôn. Đúng rồi. Dạ. Rồi ở phía dưới đây đó là mình có một phòng ngủ nhỏ nhưng mà không phải là phòng ngủ chính, ngủ primary mà chỉ là một phòng ngủ nhỏ mà họ có thể tận dụng làm phòng study room cũng được phía dưới luôn. Dạ, nhà này là 4 phòng nha quý vị. Một phòng dưới đất và 3 phòng trên lầu cộng với game room. Trời, vậy là cũng rất là rộng luôn. Dạ, đây là cái mẫu nhà 2 tầng mà bán chạy nhất của họ luôn. Ai vô coi cái nhà mẫu này rồi là cũng rất là thích. Poonsie Home là một cái builder mà mình họ không bao giờ xây nhà rất là mắc tiền. Nhà giá lúc nào cũng vừa phải nhưng mà ở những cái khu vực rất là trọng tâm luôn. Và mà cái mẫu nhà của họ rất là thích.
Rồi cái chỗ này chính giữa này mình có thể làm một cái island nhỏ nếu mình thích. Đúng rồi. Dạ, hoặc là mình muốn thì mình làm một cái bàn nhỏ để mình ngồi ăn. Ở đây cũng là breakfast cũng được. Rồi Hân thấy á, cái tủ bếp của họ rất là rộng. Cái bề ngang rất là to đúng không? Có cái tài hardware luôn. Rồi cái này là mặt đá granite, đá hoa cương nè. Rồi phải làm luôn lên backlash cho mình nhìn cũng rất là sang đúng không? Về mình không gắn thêm. Vẫn thêm, và nếu mà lỡ mình có cần lau chùi bếp á thì nó sẽ rất là dễ hơn, đúng rồi. Dạ. Mà sáng nữa, có cửa sổ ngoài đây nè. Nhiều lúc mình có nấu ăn ở ngoài patio vô cái đây luôn dễ. Dạ đúng rồi. Đem ra đem vô nó rất là thuận lợi đúng không? Em nghĩ với trời của Texas của mình hiện tại thì những căn nhà như này tận dụng rất là, vì lấy được rất là nhiều ánh sáng thì mình sẽ tiết kiệm được một khoản tiền về điện đúng không chị ha? Đúng rồi, hy vọng quý vị cũng thích luôn. Dạ. Không nhìn đến những cái vật liệu mà họ dùng á cũng là đồ tốt hết. Đồ tốt. Cũng là hiệu Whirlpool nhưng dạ, những builder lớn luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi máy rửa chén cũng stainless steel, bếp cũng stainless steel, microwave cũng stainless steel luôn. Đó. Mà đặc biệt những cái này là mình không cần thêm tiền nha, nó để có sẵn ở trong nhà luôn rồi. Ồ. Nhà này diện tích là 2033 square feet. Nhưng mà Hân thấy ở phía cái trần á vẫn rất là cao. Cao. Dạ, yeah, mình không có bị ngợp. Dạ đúng rồi. Tại nhiều nhà càng nhỏ đó, mà nhà hai lầu nữa thì để cân bằng diện tích đó, họ hay làm cái trần của phòng khách rất là thấp. Dạ đúng rồi. Để cho ở trên họ còn không gian. Wow. Phòng không có to lắm nhưng mà rất là vừa vặn ha. Mà rất, nếu mà mình làm được cái phòng serum dưới đây thì cũng rất rất là thuận lợi luôn. Yeah, dễ thương. Dưới này nếu mà mình làm phòng cho khách thì cũng ok, tại vì còn không, phòng này mình muốn mà là phòng ngủ đó, mà cho rộng rãi mình để giường queen cũng được. Queen là mình cũng còn dư được không gian luôn. Có closet đầy đủ hết luôn. Rồi dưới đây á, là bên kia là mình có luôn cái nhà tắm, nguyên một cái full bath luôn. Cái floor họ dùng đi rất là chắc chắn luôn. Dạ đúng rồi. Đây nè, cũng là dạng vinyl floor luôn. Chống thấm nước. Nói chung cái nhà này hai lầu là tầng phía dưới là mình thấy rất là ok rồi. Đúng rồi. Nè, mình dẫn quý vị lên khám phá tầng phía trên nha. Wow. Trên này cũng rộng ra luôn hơn, không ngờ đúng không? Em không ngờ trên này rộng như vậy luôn á. Nguyên của em room rất là to luôn. Yeah. Rồi mình có trên đây á là phòng ngủ chính, hai phòng ngủ nhỏ luôn. Một cái nhà tắm cho hai phòng ngủ nhỏ này, thôi nhà này là 4 phòng ngủ mà tới 3 phòng tắm full. Thường thì mình sẽ là 2 phòng rưỡi. Đâu ai nghĩ nhà này 2033 square feet đâu. Dạ đúng rồi. Bởi vậy cái hay của những cái builder mới ra sau này á là họ cạnh tranh nhau về cũng cái diện tích đó. Nhưng mà cái floor lên cái cấu trúc nhà họ làm sao họ càng tận dụng nhiều không gian càng tốt. Đúng rồi. Nhưng mà không làm cho cái nhà bị ngợp. Flex bay, office, man cave, band practice room, play room, nghĩa là cũng cái không gian này mà mình có thể làm được rất nhiều công dụng luôn. Wow, phòng dạo mà cũng to nữa. Wow, trời. Ok, rất là tiện ha. Master bathroom. Dễ thương đúng không? Đúng rồi. Họ để cái này là giường king luôn nè. Nhìn thấy không? Rất là cái giường này đẹp ha. Có cái headboard đẹp. Rồi để được cái tủ rương, kiếm. Có được rồi cái ghế sofa nữa. Còn quá trời không gian luôn. Đúng rồi. Dạ. Thêm mấy cái tool nữa. Nói chung gia đình mà trẻ đó rất là thích cái kiểu nhà này. Nó không có khó để mình thiết kế đúng không? Đúng rồi. Yeah. Tại vì nhiều người khi mà mình mua nhà rồi mình bỏ đồ của mình rất sợ là nó sẽ không có được đẹp cái nhà mẫu. Đúng rồi. Những cấu trúc mà cầu kỳ quá là càng khó. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Wow. Để được một nguyên một cái thấp. Mà rất... rồi luôn rồi cái phòng tắm đứng luôn ha. Mà top rất là to chứ không phải là nó. Dạ, yeah, không phải cái nhỏ nữa. Rồi bên đây là được double sink luôn. Dạ. Yeah. Mấy cái không giá thì tốt mà những cái đồ hoa quay họ dùng cũng là đồ cao cấp luôn á. Nhìn nó là chắc luôn. Chắn. Dạ. Yeah. Trên đây cũng vậy, mình cũng có đầy đủ những cái nóp luôn, đo nóp ha. Mình lấy. Wow, rồi cái này là không gian của Closet. Rất là rộng chị ha. Dạ. Yeah. Giờ mình vô coi hai phòng nhỏ, coi không biết có nhỏ hay to đi. Wow, đâu có nhỏ đâu hả? Em nghĩ lần nào chị nói nhỏ nhưng mà em vô thấy phòng nó vẫn rất rộng quá. Yeah. Trời. Cái này là giường phô nè. Giường phô mà để được hai cái đèn hai bên luôn chứ phải một bên nữa. Rồi cửa sổ nè, phòng này sướng nha. Phòng quá trời ánh sáng vô luôn. Tại này nằm ngay mặt tiền nhà đó. Ra rất là sáng. Mà rộng thôi chứ cái giường này thật sự để trên đây giường queen cũng được. Queen hay là lấy king cũng... Dạ đúng rồi. Nhà này tại vì họ để tủ này nữa nè. Nếu rồi mà để giường king thì cái tủ này mình không cần để đây. Mình để một cái ghế sofa nhỏ ngay cái góc này cũng được ha. Wow, nhà này cho thành viên gia đình nhà này rất là chăm chỉ làm việc, đi đâu cũng thấy bàn làm việc hết trơn.
Thưa quý vị, thì nãy giờ là mọi người cũng đã theo chân Hân và chị Trâm là đi, mình đi tour quanh căn nhà rồi. Thì như nãy chị Trâm đã có nói, mặc dù mình nhìn thì nhìn căn nhà rất là rộng, nhưng mà căn nhà như này chỉ có 2.000 square feet thôi đúng không chị ha? Mà mình được 2 tầng tới 4 phòng ngủ và tới 3 phòng tắm lận. Thưa quý vị, giá của căn nhà 2 tầng này là mẫu nhà lớn nhất trong khu Forbes Crossing ở đây đó. Là giá căn này quý vị hiện tại có thể mua được là chỉ bắt đầu từ 300.000 thôi. Oh wow, 300.000. Và họ hiện tại là họ có tới khoảng 2, rất là nhiều inventory. Và riêng mẫu nhà này đó thì họ có 2 căn là mình có thể mua được luôn. Và một căn là giá chỉ có khoảng 307.000, một căn còn lại là 314.000. Giá tất cả là họ mới discount xuống 10.000 luôn. Ồ. Vậy thì mình vẫn có thể lấy cái 10.000 đó để mình upgrade thêm căn nhà nữa chứ, đúng không chị ha? Đúng rồi. Rồi vậy thì khu này thì em nghĩ chắc HOA và thuế nó không, chắc không cao nhỉ. Thưa quý vị, là đặc biệt khu này vị trí rất là trọng tâm luôn, mà thuế chỉ có 3.07 thôi. Nếu mình mua ở là mình được giảm thuế nữa. Còn nếu mà quý vị mua đầu tư là ở đây cho phép đầu tư luôn nha, hơn nghĩa là mình mua cho mướn được luôn quý vị. Mà vị trí tốt như vậy thì rất là dễ cho mướn. Nhìn đúng rồi. Rồi đặc biệt á, HOA tiền khu vực ở đây quý vị giá sẽ rất bất ngờ luôn, chỉ có 375 đồng một năm. Chứ không phải một tháng, quý vị chỉ một năm chỉ có 375 đồng thôi. Mà nãy giờ hy vọng quý vị cũng cảm nhận được rằng cái khu này nó rất là yên tĩnh, đúng rồi, không nghe một tiếng động nào. Thành ra cái những cách âm, cách nhiệt, những cái vật liệu họ dùng vẫn cũng là đồ tốt. Đúng rồi, còn em còn một câu hỏi cho chị nữa, tại vì lúc nãy em, lúc mà mình đi thì em có thấy là home warranty. Thì cái builder này mà người ta có offer cái home warranty như thế nào không? Thưa quý vị, cái builder Bounty Home, Sentech Home này á, là hiện tại một trong 10 builder lớn nhất của Mỹ. Nhưng mà chỉ có builder này là cái bảo hành của họ rất là hay. Hay ở chỗ là mình có những cái bảo hành thông thường là 1 năm, 2 năm, 10 năm. Họ còn có một cái bảo hành riêng là 5 năm. Đó là bảo hành như thế nào? Thứ nhất là bảo hành 1 năm là builder này cũng có là workmanship and material, nghĩa là họ cứ hay nói là hư cái gì cũng sửa. Thì build này cũng có cái đó. 2 năm là những cái đường ống, những cái đường điện, ống nước, đường AC ở trong tường, những cái gì mình không thấy được. Và đặc biệt builder này có một cái bảo hành là 5 năm cho cái internal leak. Nghĩa là sao, lỡ mà sau này nhà mà ống nước mà họ làm không biết lý do gì mà nó bị bể ra, thì họ bảo hành cho mình có đó 5 năm luôn. Đâu có builder nào làm vậy đâu. Dạ đúng rồi. Cái builder kia cứ 1-2 năm những cái gì trong tường là hết rồi. Dạ đúng rồi. Và builder họ có cái bảo hành là những cái gì bị nước, bị leak ở trong, internal leak là tới 5 năm. Và họ cũng sẽ có những builder khác là 10 năm structural và cái foundation, cái cấu trúc nhà và cái nền nhà. Đúng không? Rồi đặc biệt đó quý vị, là ở thời điểm hiện tại nha, thì không biết nếu mà ai nhanh chân là sẽ được, là cái giá tất cả là họ vừa bớt xuống 10.000. Đồng thời nếu mà làm loan với họ, họ cho mình thêm được 10.000 nữa. Để mình bỏ vô chi phí làm loan coi như là 10.000 nữa. Nhưng mà làm loan là mình làm loan free luôn rồi. Đúng không? Nếu quý vị thích nhà, những ngôi nhà này và cái khu vực này, quý vị hãy nhanh chân lên. Thưa quý vị, là gần đây á, mình có một cộng đồng ở Việt Nam cũng rất là lớn ở đây. Là Làng Hát Xuân là nổi tiếng xưa là cái cộng đồng ở Việt Nam lâu đời. Lâu đời nhất. Rồi mình có nhớ quý vị là mình có về tôn giáo, thì mình có gần nhà thờ cái Thánh Tử Đạo. Chỉ mất tầm có 10 phút đi xe mà thôi. Nên như vậy là tính là một cái vị trí mà khá là rất là thuận lợi. Và bên cạnh đó là cách 7 phút chỉ đi sân bay. Và nếu quý vị muốn đi chợ châu Á đó, chợ Việt Nam mình gần đây mình có chợ Hồng Kông 2. Thì tính ra là khu vực này nó về khu chợ châu Á có mơ, có sân bay, có, và đặc biệt giá nhà như chị Trâm cũng nói, phải là một trong những giá khu nhà có giá là gọi là rẻ nhất ở khu Sa 45 này. Thì em nghĩ mọi người, nếu mọi người ưa thích một căn nhà như thế này thì mọi người hãy nhanh chân lên nhé. Tại vì builder cũng không còn nhiều nhà đúng không chị ha? Đúng rồi, thưa quý vị, họ sắp bán hết rồi, họ chỉ còn vài một hai section nữa là coi như họ xong khu này luôn. Dạ, vì tốc độ mọi người muốn mua về đây nhiều quá, mà giá những khu gần đây cũng rất là cao. Thì chị kiếm ra được cái khu này, thành ra mình mới nhanh chân tới đây quay để cho quý vị coi đó. Dạ, thì cái giá em muốn nói lại một lần nữa là giá bắt đầu căn nhà nhỏ nhất thì bé bánh chỉ có 245.000. Đến căn này là mình khoảng từ 300 tới 317, dưới 320.000 là mình có căn nhà đẹp giống như thế này rồi.
Và nếu quý vị yêu thích những căn nhà như này thì hãy nhanh chân lên để gọi cho công ty của chúng em để mà có thể sở hữu cho mình một căn nhà mới nhé. Và nếu quý vị yêu thích những video như này thì đừng ngần ngại like và subscribe để bọn em có thêm động lực cho thêm nhiều video hơn nữa nhé.